Hãy cùng chúng tôi tham khảo 7 giống rau độc lạ sau đây nhé. 1. Súp lơ tím. Súp lơ tím là một sản phẩm của một người nông dân tại Anh lai tạo thành công sau nhiều năm nghiên cứu và trồng thử. Ông cho biết những cây súp lơ tím được lai tạo thành công theo phương pháp thụ phấn nhân tạo. Súp lơ tím chứa một lượng vitamin E và vitamin A nhất định, rất tốt cho sức khỏe. Hiện nay trên thị trường, mỗi ký súp lơ tím được bán với giá từ 40 đến 70 ngàn đồng. Bạn có thể dễ dàng chế biến nhiều món ngon, bổ dưỡng và hấp dẫn từ súp lơ tím như salad, xào, luộc, hấp và sinh tố. Cũng giống như hầu hết các giống súp lơ khác, súp lơ tím có thể thu hoạch sau 70 đến 90 ngày trồng. Không những ưa chuộng trồng đậu tại nhà làm một loại rau dinh dưỡng mà vì màu sắc lạ mắt nên súp lơ tím còn được trồng làm cảnh trang trí gia đình. 2. Giống đậu cô ve to sản siêu lùn, người ta hay còn gọi là cô ve lùn, cô ve ngồi. Đây là một cây hàng niên thuộc nhóm thấp lùn, cây chỉ cao từ 50 đến 60 cm nên không cần phải làm giàn và cho thu hoạch sớm từ 40 đến 50 ngày gieo trồng. Thời gian thu hoạch từ 30 đến 45 ngày, trái dài thẳng màu xanh trung bình đến xanh đậm. So với các giống cô ve leo thì cô ve lùn cũng cho năng suất rất cao và chất lượng, khoảng từ 7 đến 10 kg một bụi trên một chậu và nếu trồng kinh tế sẽ đạt từ 18 đến 22 tấn trên 1 ha. Đậu cô ve lùn có thể gieo trồng từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau, tuy nhiên thời gian thích hợp nhất để đạt năng suất là từ tháng 9 đến tháng 11. Đậu cô ve rất dễ chế biến và biến tấu thành nhiều món ngon như xào. Trong đậu cô ve có chứa rất nhiều protein, canxi, sắt, kali, vitamin rất tốt cho sức khỏe. 3. Giống rau cải thìa hoa hồng. Cải thìa hoa hồng hay còn gọi là cải táp xoay, du nhập vào Việt Nam khoảng từ 2 đến 3 năm nay. Cải hoa hồng được rất nhiều bà nội trợ yêu thích không chỉ về hàm lượng dinh dưỡng rất cao mà hình dáng hoa rất đẹp. Các bè cải có hình muỗng xếp xo le tỏa ra từ gốc khiến cho người ta liên tưởng giống như một bông hoa hồng lạ mắt. Cải thìa hoa hồng cao khoảng từ 10 đến 20 cm, độ xòe rộng của các bè cải là 20 đến 30 cm, trọng lượng mỗi cây trung bình dao động từ 250 đến 300 g, là một loại rau dễ trồng, nhanh thu hoạch, hứa hẹn mang đến nhiều kinh tế cho nhà vườn. Các bè cải dày giòn, hương vị ngọt thanh, có thể chế biến nhiều món như xào, hấp, chế biến. Đặc biệt cải hoa hồng vẫn giữ được màu xanh khi chế biến. Cải thìa hoa hồng là một giống cải rất dễ, chỉ sau 45 ngày cây đã thoải mái thu hoạch. Sức sống của cải thìa hoa hồng rất mạnh mẽ, chúng có thể chịu được điều kiện khí hậu lạnh giá, mùa đông nhiệt độ xuống từ 10 độ C. Và loại đất tốt nhất để trồng đó là đất mùn và đất cát. 4. Giống đậu bắp lùn cao sản. Đậu bắp lùn là một loại quả ngon, dễ trồng, có hương vị, không giống bất kỳ các loại đậu khác. Đậu bắp là một trong những loại rau có thể trồng tại nhà, đặc biệt có thể chế biến nhiều món ngon như nướng, hấp, xào, chiên, kho, v.v. Cây đậu bắp có lá rộng khoảng từ 10 đến 20cm, hoa đậu bắp có đường kính từ 4 đến 80cm, với 5 cánh hoa màu trắng hoặc màu vàng rất đẹp. Quả có dạng nang dài từ 20cm, chứa rất nhiều hạt. Mỗi cây trung bình chỉ cao từ 70 đến 100cm nên bạn có thể dễ dàng trồng chậu. Chỉ mất từ 50 đến 60 ngày trồng, cây đã bắt đầu thu trái, thu thành nhiều lứa. Sau khi thu, cần tiêu thụ trong vòng 1 đến 2 ngày, nếu để già thì trái sẽ không còn ngon. Trong đậu bắp chứa nhiều chất xơ và các vitamin khoáng chất rất tốt cho sức khỏe, có tác dụng chứa táo bón giúp trắng da và làm mịn da. Trồng đậu bắp lùn không quá khó, chỉ vài bước đơn giản đã có những quả đậu bắp chế biến món dinh dưỡng cho cả nhà. 5. Giống dưa chuột chùm. Dưa chuột chùm là một giống có xuất xứ từ Nga. Khác với các giống dưa truyền thống có trái riêng lẻ thì chúng ra thành từng chùm, nhiều hoa và nhiều nhánh. Dưa chuột chùm là một giống cao sản, đặc biệt dễ trồng và nhanh ra quả, từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch chỉ mất từ 35 đến 40 ngày. Đây là một giống siêu năng suất. Mỗi mắt dưa có từ 6 đến 10 quả, mỗi quả dưa. Khác với các giống dưa thông thường, quả dưa chuột chùm xanh mướt, dài, rất tròn, ngọt và ít hạt, đặc biệt xung quanh trái có một chút gai. Dưa chuột chùm ưa khí hậu nhiệt đới nên hoàn toàn phù hợp với khí hậu Việt Nam, có thể trồng quanh năm và cho trái liên tục. Chính ưu điểm này, giống dưa chuột chùm được rất nhiều người trồng kinh tế thay vì cho các giống dưa truyền thống. Quả dưa chuột chùm chứa rất nhiều dinh dưỡng như vitamin A, B, B1, B2, canxi, v.v. mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, cho con người. 6. Giống xà lách khổng lồ. Xà lách khổng lồ là một loại rau ăn lá, chúng có thể ăn sống, trộn salad, nấu chín đều rất ngon. Giống rau xà lách khổng lồ một ký có bắp lớn, tươi ngon và rất được nhiều người yêu thích. Xà lách khổng lồ là giống nhiệt đới dễ trồng, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Lá xà lách khổng lồ ăn rất giòn và ngọt, không có vị nhẫn đắng, có thể ăn sống, nấu chín mà không bị nhũn nát. Chỉ mất từ 40 đến 50 ngày trồng bạn đã có thể thu hoạch. Bạn có thể tận dụng chậu, xô nhựa, thùng xốp để có thể trồng vài cây xà lách khổng lồ ngay tại nhà. 7. Giống cà chua ngọt Nhật Bản. Cà chua ngọt hay còn gọi là cà chua cherry, cà trái cây, đây là một giống có xuất xứ từ Nhật Bản. Vài năm trở lại đây, chúng được du nhập vào Việt Nam và ưa chuộng bởi hình dáng, màu sắc bắt mắt và mùi vị hấp dẫn. Giống cà chua này có dạng thân mềm, dài khoảng 2 mét, trái tròn, láng, mọc thành từng chùm khi chích quả.
Trên thị trường, mỗi giống cà chua ngọt Nhật Bản có giá dao động từ 40 đến 80 ngàn đồng một ký nhưng vẫn rất được nhiều người ưa chuộng. Cà chua ngọt không chỉ dễ trồng mà còn nhanh thu hoạch. Chỉ mất từ 80 đến 90 ngày trồng, bạn đã có thể thu hái những trái cà chua tươi ngon, đỏ chóc và căng mọng. Khi ăn từng trái giòn giòn, cùi dày, cây cho năng suất rất cao từ 10 đến 20 ký trên một cây và mỗi cây có khoảng từ 10 đến 12 chùm, mỗi chùm khoảng từ 20 đến 40 trái. Giống cà chua này không chỉ để ăn quả mà chúng còn được trồng chậu, giỏ keo, ban công để trang trí nhà cửa. Đây là một giống dễ trồng phù hợp với khí hậu Việt Nam, không đòi hỏi nhiệt kỹ thuật nhiều, nên bạn có thể yên tâm trồng được những cây cà chua sau khi trái tại nhà.